Một lựa chọn cho những trải nghiệm tiện nghi và đẳng cấp. Một không gian sống mới trong lành, hòa nhịp với thiên nhiên. Nơi kiến tạo một cộng đồng văn minh và hiện đại. Santa Villa, biệt thự xanh giữa vùng thủ đô. Như một viên ngọc quý rực sáng giữa lòng đại đô thị V-Ship Bắc Ninh, Santa Villa, khu biệt thự xanh đẳng cấp tại tọa độ phía đông bắc thủ đô Hà Nội, nơi tương lai phát triển xứng tầm với vị trí vô cùng đắc địa và kết nối hoàn hảo. Đại lộ Hữu Nghị, trục đường hội tụ các tiện ích đẳng cấp, kết nối hệ thống giao thông huyết mạch của trung tâm vùng thủ đô năng động. Từ dự án, cư dân chỉ mất 30 phút đến sân bay Nội Bài, 20 phút đến nhà hát lớn Hà Nội, 10 phút đến thành phố Bắc Ninh. Nhờ vị trí thuận lợi này, Santa Villa là lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân thành đạt và tinh tế, khi đi đâu cũng tiện, ở đâu cũng gần. Lựa chọn Santa Villa là lựa chọn đặc quyền trải nghiệm tiện nghi và đẳng cấp của đại đô thị chuẩn mực Singapore V-Ship. Công viên sinh thái trung tâm với cây xanh và hồ cảnh quan, đường dạo bộ dọc bờ sông Tàu Khe thơ mộng, sân chơi dành riêng cho con trẻ thỏa thích đua đùa, khu thể dục thể thao để bạn rèn luyện sức khỏe. Tất cả đã được xây dựng hoàn thiện và chăm chút tỉ mỉ để cộng đồng cư dân tinh hoa sẵn sàng trải nghiệm. Hệ thống các tiện ích nội khu cao cấp như trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm y tế giáo dục, trung tâm thể thao liên hoàn, công viên nhạc nước mang đến cho cư dân một cuộc sống giàu có và tiện nghi ngay bên ngoài ngưỡng cửa. Hơn thế nữa, hệ thống an ninh 5 lớp cùng dịch vụ quản lý và chăm sóc khu đô thị theo tiêu chuẩn hàng đầu nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng văn minh. Khu biệt thự Santa Villa, một tuyệt tác sáng tạo tinh hoa với kiến trúc hoàn mỹ và thiết kế cảnh quan đẳng cấp. Một không gian sống mới trong lành, hòa nhịp với thiên nhiên. Không gian sân vườn xanh mát, ôm trọn kiến trúc sang trọng, hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, tối ưu giữa công năng và thẩm mỹ với nhiều mặt thoáng, đón nhận trọn vẹn sinh khí đất trời với nguồn ánh sáng tự nhiên dạt dào và làn gió mát trong lành, thanh khiết. Nơi để bạn trở về và tận hưởng những phút giây thư giãn chưa từng có. Tại khu biệt thự xanh Santa Villa, cư dân không chỉ được sống trong một đại đô thị V-Ship chuẩn mực và hiện đại, mà còn sống trong một cộng đồng đẳng cấp, văn minh, nơi mà ở đó luôn song hành giữa giàu có và thịnh vượng. Nơi mà ở đó, mỗi thành viên, mỗi thế hệ trong gia đình luôn cảm nhận được sự gắn kết yêu thương, chăm sóc và thấu hiểu. Santa Villa, biệt thự xanh giữa vùng thủ đô.